Chào mừng các bạn đến với khóa học lập trình iOS tại Trung tâm Đào tạo Tin học Khoa phạm. Video clip hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về UI View. Có hai cách để tạo ra UI View. Cái thứ nhất, kéo thả ánh xạ và tùy chỉnh các thuộc tính. Cái thứ hai là các bạn sử dụng code để tạo ra UI View ha. Rồi, hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về kéo thả ánh xạ và tùy chỉnh các thuộc tính của UI View. Đầu tiên các bạn mở Xcode lên và tạo giúp tôi một cái project mới. Tôi đặt là demo UI view next create. Rồi, tại main storyboard các bạn chỉnh kích thước màn hình lại giúp tôi. Ở đây tôi sẽ chọn là iPhone 4.7. Tôi tìm công cụ UI view, rồi tôi kéo nó vào màn hình. Ở đây chỉ có một thuộc tính mà chúng ta cần quan tâm, đó là cái background. Rồi, nếu mà tôi chọn màu khác thì UI view chúng ta sẽ đổi màu ha. Và thuộc tính nữa đó là alpha, đó là độ mờ nhạt, thì cũng như những cái video clip trước tôi đã giới thiệu cho các bạn. Rồi, ngoài ra cái màn hình của chúng ta khi các bạn tách ở đây ra đây thì các bạn thấy là cái màn hình view controller của chúng ta sẽ có một cái view lớn này, nó cũng là UI view. Rồi ha, bây giờ tôi sẽ ánh xạ cái UI view này vào view controller. Tôi đóng lên đây thì UI, tôi đặt là my view đi. Rồi, connect. Rồi, các bạn có thể kéo công cụ trực tiếp vào UI view này, hoặc là các bạn có thể dùng code để ép công cụ vào UI view. Ở đây tôi sẽ dùng một công cụ để tôi ép, tôi kéo vào ha. Label, tôi kéo vào đây, thêm một cái test field nữa ha, đây button hoặc là bất cứ gì UI nghiệp ha. Rồi, khi mà tôi di chuyển cái UI view này thì tất cả các công cụ này nó sẽ di chuyển theo, vì nó đang nằm trong cái view này. Các bạn có thể mở ra các bạn xem, đây label test field nó nằm trong view này, my view ha. Còn cái My View này thì nằm trong cái view lớn của View Controller. Rồi, đóng lại ha. Cái thứ hai, tôi có thể dùng cái, đầu tiên tôi tạo ra một cái label và LBL ha, kiểu là UI label bằng UI label một mặt ra frame series. Làm tương tự cách mà chúng ta tạo ra UI label bằng code ha. Rồi, tôi nói là bl.test sẽ bằng hello. Rồi, thì tôi muốn cái label này nó hiển thị ở đâu? Nó hiển thị vô cái view này đúng không? Thì cái view này chính là my view. Thì tôi viết sao? My view chấm and sub view và truyền cái lbl này vào. Rồi, tôi chọn lại iPhone 6 và tôi chạy lên. Đây, nó hiển thị ra đây. Cái này là cái label tôi đã áp bằng code, còn hai cái này là hai cái công cụ tôi kéo thả vào. Tôi vừa giới thiệu cho các bạn xong về UI view bằng cách kéo thả UI view vào màn hình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chào tạm biệt các bạn.